Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh cần lấy lợi thế làm chiến lược phát triển là đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn tại buổi làm việc với Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh. Bộ trưởng cũng có nhiều trao đổi với trường về chiến lược định hướng phát triển trong thời gian tới. Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn bày tỏ quan tâm tới 3 vấn đề: tỷ lệ sinh viên nhập học vào trường theo từng khu vực, mức thu nhập thấp nhất của giảng viên hiện nay, tỷ lệ nguồn thu từ khoa học công nghệ trong tổng nguồn thu của trường. Bộ trưởng lưu ý, Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh cần xác định chiến lược, tìm ra hướng đi phù hợp sát thực tế, mở rộng nhưng không quá xa rời lĩnh vực thế mạnh của mình. Yêu cầu cấp bách nhất của trường hiện nay là tái sắp xếp các chương trình ngành nghề đào tạo trên cơ sở phân tích nhu cầu người học, nhu cầu việc làm, đầu ra chứ không phải do ngành nghề đó nhiều giáo sư hay tuyển sinh tốt. 70 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh hiện là một trong những đơn vị đi đầu trong nghiên cứu, chuyển giao trong lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Nhà trường đã xác định mục tiêu đến năm 2035 là trường đại học đa ngành, đào tạo nguồn nhân lực có chuyên môn tốt và tư duy sáng tạo, thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, phát triển, phổ biến, chuyển giao tri thức, công nghệ, đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững kinh tế xã hội của Việt Nam và khu vực.